đi nhanh hơn đi bạn ơi. Trời ơi trời, tôi dẫn bạn về nhà, bạn đi chậm kiểu này làm sao mà tới nhà được đây. Nhanh nhanh lên. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì nữa vậy? Trời ơi, đi mà cũng bị kẹt đường nữa hả? Đi nhanh lên, nhanh lên. Lộn làm ghê vậy trời ơi. Trời ơi, là trời, cái gì là trời? Trời ơi là trời, người ta dẫn về nhà rồi còn đi chậm nữa, trời việc của tôi hết sao? Ôi cái gì, cái gì? Ủa, mấy cái con cá mập mà nó đứng ở trên bờ được luôn kìa. Ủa bọn nó là ai vậy? Ông lui lại đi, ông đừng có đi. Trời ơi, tôi nói ông lui lại mà không có nhà. Trời, nhưng mà bọn nó là ai? Bọn nó là lính cá mập của cha tôi đó. Lính cá mập hả? Trời, ghê vậy, ghê vậy. Ủa, mà bọn nó sao tiện bọn nó lên trên bờ chi mà đông dữ vậy? Tại vì á hả, cha tôi nghĩ là tôi bị người ngoài bắt cóc á, nên cha tôi sẽ cho quân lính lên đây nè, để đi lục soát để kiếm tôi á, để giải cứu tôi về. Nói tóm lại là sẽ thấy người ngoài nào á là giết người đó hoặc là bắt người đó về á. Cái gì? Gặp người nào là đánh người đó là giết người đó luôn hả? Ghê vậy. Ừ, tức là giống như kiểu là ở dưới vương quốc của bọn tôi, ở dưới nước á là rất là ghét con người, bởi vì con người hay săn bắt bọn tôi nè đó, nên bây giờ tôi mất tích nữa, nên cha tôi chắc chắn là sẽ phái binh đoàn cá mập lên để giết con người đó để trả thù với lại giải cứu tôi. Trời ơi, tào lao không, bà bị bắt là do bà tự bà trốn bà đi chơi bà bị bắt, chứ ở đâu mà tự nhiên kêu binh đoàn ở đây giết cả con người luôn là sao? Đúng là cha của bà đúng là già rồi lú lẫn rồi, tào lao rồi, tự nhiên không ai lên đây giết con mày, người ai cha tao nha, mày tao đánh giờ sao tôi đánh bà luôn vậy? Tin không hả? Mày tin không? Ủa ai điểu im bị điên hả? La làng vậy nó nghe sao? Rồi bây giờ làm cách nào để vượt qua bọn nó đây? Giờ không có cách nào để vượt qua được đâu, trừ phi là ông phải giết hết tụi nó. Mà ông biết rồi đó, tôi là con gái nên chắc chắn là tôi sẽ không đánh lại tụi nó rồi. Mà tôi đâu có khùng mà tôi nhào vô cho tụi nó đánh tôi. Thì vậy ông tự nghĩ cách đi nha. Ủa cái gì? Ủa rồi. Rồi chơi, trời ơi. Ninja phong cận mà sợ mấy con cá này hả? Giờ làm thịt nè, đem mấy con cá này đi nấu lẩu luôn á. Tưởng tôi sợ hả? Ơi, mấy con cá kìa. Bà làm ơn bà núp vô giùm cái để tôi đánh vào nó coi. Ok trời ơi, tưởng gì chứ mấy con cá mập này thì dở ẹt, lem đi nấu lẩu hết nè. Tụi mày ngó hay nhau vô. À, trời ơi, cứu tôi với. Đông quá. Ê, đông quá. Trời ơi, mình tưởng ít lắm ai về đâu nhiều dữ vậy. Ui, hình như ở bên kia chính là cái lâu đài ở bên dưới biển mà cái nàng tiên cá nói phải không ta? Ui, nhưng mà phải trước tiên mình phải xử hết cái đống lính này cái đã. Ui, đông quá. Trời ơi, nhìn nó lúc nhúc luôn kìa, quá trời luôn. Đập mày nè, đánh mày nè. Tụi nó sợ mày hả? Ngon vậy vậy. Tụi nó sợ mày. Ê, dám đánh lén mà. Trời ơi. Ngon lại gần đây. Ôi, ôi đông quá. Ôi, đông kiểu này làm sao mình đánh lại đây? Ôi, lại gần đây. Hơi. Chém nè. Ôi, đập. Ôi, tụi tao sợ tụi bay hả? Nhào vô đây. Chơi tụi bay luôn rồi. Đánh tụi bay chết luôn rồi. Nhào vô đây. Chấp hết luôn á. Ôi, trời ơi, đông quá. Ôi, đúng rồi. Mình phải sử dụng thuật phân thân chi thuật thôi. Phân thân chi thuật. Trời, mình trong lúc này mình rối quá, mình không có luyện chắc ra được rồi. Chém nè. Đập. Hồi quýnh bằng tay luôn vậy. Đập nè. Giết hết tụi mày luôn. Trời ơi, đông quá. Thì sao đánh hết đây trời, đông dữ vậy. Oh no no. Nhào đây, đánh nè. Tưởng sợ tụi mày hả? Nhào vô đây, đánh hết luôn nè. Nhào vô đây. Chém hết luôn nè. Tưởng là sợ à. Trời, mấy con cá mập này nữa, bọn nó bự con quá anh em ơi. Bọn nó bự con hơn mình gấp mấy lần luôn á. Ơi cái con cừu, tránh ra chỗ khác. Chỗ tao đang quấn lộn vô đây làm gì vậy? Mày nhào vô đây. Quấn hết. Tưởng sợ à, tưởng hả? Ý. Chém nè. Ủa. Đập nè. Tưởng sợ hả? Trời ơi, cuối cùng cũng giết rồi. À, còn một con mày đây, còn đây. Giết luôn. À không thôi, nó về nó báo tin nó là mình chết. Ấy. Nhào vô đây. Chém nè. Rồi, chết queo luôn. Ok, chết queo rồi. Trời. Ok, bây giờ mình phải đi xuống cái lâu đài ở dưới biển đó coi. Ở bên dưới nó có cái gì? Trời ơi, trời cái gì đâu mà kêu lính canh gác dữ vậy? Trời ơi. Để mình đi xuống mình coi. Rồi, đi qua đây. Trời ơi, tôi giết hết bọn nó rồi, yên tâm đi. Bọn nó không có làm gì bọn mình được nữa đâu. Trời ơi, tưởng gì mấy con cá mập này đem đi nấu lẩu hết rồi. Ủa? Rồi bây giờ sao? Hên gì? Giờ xong rồi ông đưa tôi về gặp cha tôi thôi chứ làm sao. Nhưng mà bây giờ đưa bà xuống cái tòa lâu đài bên dưới nước kia hả? Đúng rồi đó, không phải cái tòa lâu đài kim cương không? Đó là cả một gia tài luôn á. Nhưng mà bây giờ nè,
quan trọng nè, đưa bà về đó thì được á, nhưng mà tôi là con người bình thường chứ không phải là người cá đâu, tôi làm sao thở dưới nước được mà chợ mà đưa bà về. Thì ông chết đuối. Tào lao tào lao, bị điên hả? Mà bị điên hả? Mà để cho tôi chết chết đuối hả? Tôi là ân nhân của bà, tôi cứu bà ra ra khỏi cái tên là đánh cá nha. Thì lộn làm cái nè, chó này nè, cầm đi. Cái này là gì ạ? Cầm đi, đó là đây là cái bình này, có cái bình nè. Vậy lấy vô, uống nó vô xong sẽ thở được dưới nước. Thở được dưới nước hả? Ừ, ông sẽ đưa tôi về gặp cha tôi, xong tôi sẽ nói với cha tôi là ông cứu tôi. Thì cha tôi sẽ cho ông đi qua lòng đại dương. À, ok, thì cũng cũng là chẳng qua là ba là ba của cô á, cứ tưởng tôi á là bắt cóc cô cho nên là không cho tôi đi qua bên đây. Chứ nếu không còn lâu tôi mới cứu cô. Cái gì đó mà con gái con lứa mình suốt ngày nhoi 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 bực bội à, con gái con lứa phải thì mày nít na chứ được không? Ê, nó nghe nè, ông tên Vậy. Phong đúng không? Ông tên Phong đúng không? Ừ. Tí nữa tôi sẽ nói với ba tôi là có một thằng tên Phong cận nó bắt cóc tôi. Bà tôi bắt cóc bà thiệt rồi, khỏi cho bà về luôn. Đi nhanh lên, bắt cóc bà thiệt rồi tên không? Ơi, bực bội à. Rồi bây giờ uống cái này vô đi xuống nước đúng không? Đúng rồi, uống vô đi, uống vô đi. Ok. Ủa rồi giờ đi xuống nước là thở được đúng không? Nhảy đi. Ui, thở được thiệt nè. Ủa giờ bây giờ mình bơi xuống cái tòa lâu đài phải không? Đúng rồi, ông nhớ kỹ nha, ông chỉ có 2 phút để sống dưới nước thôi. Ủa vậy hả? Ok. Ủa con cá gì dễ thương quá nè. Nó cắn ông đó, ông tin. Mày cắn tao, cắn tao, cắn tao hả? Ủa vậy là bây giờ mình ôi cái mấy con này, ôi có chừng có chừng, cứu ủa tôi đây, ông cứu tôi đây, tránh ra tránh ra, bà đi ra bà đi, bà tránh sao đó, rồi rồi tôi giết rồi, trời ơi cái bà này sao mà ủa bà là nó là loài cá hung dữ của mấy bọn hát quỷ á. Khoan khoan là... nhưng mà ba của cô là thủy thần ở đây, còn cô là con gái của thủy thần, tại sao bọn nó lại tấn công cô là sao? Tại tôi vẫn ở trong dáng hình con người, tôi vẫn phải uống thở dưới nước là thấy không? À đúng ha, cô vẫn chưa có biến lại cái đuôi cá, tí nữa tôi muốn coi cô biến lại cái đuôi cá nhìn cô sẽ ngáo ngơ cỡ nào. Ok thôi rồi, bây giờ mình muốn vào hôm nay là mình phải giết hết mấy con cá lồng đèn này đúng không? Trời ơi chuyện nhỏ. Trời ơi mấy con cá mập tôi còn giết được, huống gì là mấy con cá này. Ở bên kia kịch từ. Đây có hơn 1000 con mà không giết tới sáng mai luôn. Tào lao 1000 con ở ngon ngày nhào vô đây mày. Trời ơi tưởng gì chứ mấy con cá này ngon nhào vô mày. Chơi mày luôn nè, cá nè, cá nè. Ui cá nè. Trời ơi lại đây. Lại đây, còn con nào? Từ từ. Ủa bà đang bơi trên trên đó hả? Từ mấy con này phải đánh từ từ mày hả? Lại gần đây mấy con cá kia. Tụi mày không biết tao là Phong Cận, đúng là mấy con cá này chỉ là biết ở dưới nước thôi chứ không biết trên bờ. Tụi mày chưa nghe danh Phong Cận phải không? Mày chưa có nghe danh Phong Cận Ninja đúng không? À còn 3-4 con trên này nè. Đập mày chết luôn nè. Lại con cá kia. Cứu tôi. Bà đang ở đâu? Ủa tôi bị hết thuốc thở dưới nước rồi. Từ từ tôi uống vô cái đó. Ừ ok, bây giờ đánh tiếp. Ở đây còn bên đây nè. Mày cho nó bơi nó bơi nhanh đi. Mày hả? Ok, từ từ. Bà đang ở đâu mà kêu cứu là sao? Ở mày, trên đỉnh mày của tòa lâu đài nè. Trời ơi, bà leo trên đó luôn hả? Bà xuống đây đi, tôi đánh bằng nó rồi bà lo gì? Ok. Ủa còn con nào vậy? Ôi bà nó sợ tôi quá, bà nó bơi đi hết rồi bà ơi. Ở đây bên đây còn con, bên đây còn 2-3 con vậy nè. Mày lại đây. Ôi trời mấy con cá. Ôi sợ chạy kìa. Đứng lại mày. Rồi chết rồi. Ui. Mấy cái cục này là mấy cục đèn phát sáng đúng không? Trời mấy cục này đẹp quá à, đem về nhà trang trí được nè. Ok tôi giết hết rồi, nó đi xuống đây đi. Trời ơi là trời. Ủa rồi bây giờ làm cách nào để vào đây? Trời. Tính ra bà vô trong đó lâu luôn. Còn con á. Đi tránh xa tao ra. Đậu phòng. Ok bây giờ. Khoan, tôi ngắm cái lâu đài cái đã. Chà cái lâu đài nhìn cũng đẹp quá nha. Ui đúng là lâu đài ở dưới biển làm bằng kim cương luôn, tí nữa chắc mình đập đỡ cục kim cương đem về nhà quá. Ok vô. Trời ơi, ở đây là Long Cung hả? Trời ơi. Ủa sao thấy con cá thôi vậy? Chẳng lẽ dưới đây người ta đói bụng quá ta đem mấy con cua, mấy con cá đi làm sushi ăn hết hả ta? Ôi, hello thị thần. Trời ơi, nhớ tôi là ai không? Ôi trời. Trời ông ngủ kìa trời, ông ngủ kìa. Từ để mình đập vô động. Ê, dậy. Ê, tao đứng đâu? Cái thằng chanh lè thiên lét này. Mày đã xuống đây mày quậy Long Cung của tao. Mày lại còn được. Khá quá. Cái gì? Mày lại còn quấy rối Long Cung của tao, mày giết lính của tao, mày muốn làm loạn mày. Ủa từ nãy giờ ông ngủ mà ông biết luôn à, tôi giết lính của ông, tôi đánh lính của ông luôn hả? Sao ông hay vậy? Trời ơi, thủy thần mà, cảm giác là điều gọi là trên hết, tao có thể quan sát tất cả cái vùng biển này mà không cần mở mắt. Muốn gì nói luôn.
cái gì, loài người bọn tôi chính là cái loài người thông minh nhất á, người cá mấy ông á, là không chịu hiểu chuyện hết, tự nhiên tấn công con người chúng tôi. Nè nè xem nè, ủa đâu rồi, quay con nhỏ người cá lại đây coi, bơi bơi tùm lum đây. Xin giới thiệu ông, đây chính là con gái của ông đúng không, tôi đã cứu được nó rồi nè. Hả? Cái gì? Ngươi không hề biết con gái của ta lai, mà nay ngươi lại biết, và ngươi lại còn biết dẫn nó về đây nữa. Ngươi chính là kẻ đã bắt cóc nó đúng không? Mày chết rồi. Khoan nha, ông bình tĩnh. Trời, ông có bị điên không vậy? Tôi lần trước tôi đi, tôi gặp là thấy nó đang bị người ta bắt cóc. Rồi sao mới chết đuối luôn rồi. Rồi. Đó trời, ông làm ơn cho nó biến lại thành người cá đi, hỏi chết đuối đây luôn bây giờ. Ôi này, tôi nói ông nghe nè. Tôi á, lần trước tôi đi ngang thấy nó bị người ta bắt, cho nên tôi vô tôi cứu nó, chứ không phải là tôi là người bắt cóc nó. Và nó nói nó là con gái của ông, cho nên tôi mới dẫn nó xuống đây cho ông nè. Thiệt không con gái? Thiệt. Ôi, tôi biết thành người cá kìa. À, thì ra con chắc đây là kẻ đã cứu con không? Dạ đúng rồi, tại con vợ đi đánh chơi xong cái thì ra là nó không tính bắt cóc con cha. Mày trời mày, cái tật không bỏ được. Thì ra ngươi là người đã cứu con gái tử hả? Trời ơi, không, mọi người thấy không trời, mình vừa nói mình là người cứu con gái của ổng, cái là ổng nói chuyện nhẹ nhàng liền luôn á. Trời ơi, ủa rồi bây giờ sao? Bây giờ cứu được con gái của ông nè, bây giờ á tôi không cần ông trả ơn tôi gì cả, tôi chỉ muốn là ông hãy để im cho tôi đi qua bên cái dòng sông này thôi. Tôi mỗi lần đi qua dòng sông này là lúc nào cũng bị lính của ông đánh, lúc nào cũng bị ông đánh hết, cho nên không thể nào tôi đến cái làng nước được để trao cái quyển bí kíp này cho sư phụ tôi được, cho nên nhiều lúc bực bội lắm ông biết không. Giờ cậu đi luôn đó hả? Bây giờ tôi đi luôn nè, chứ giờ tôi ở đây làm gì nữa, tôi đi đây. Cậu bớt chút thời gian đây xíu đi. Bây giờ tôi lỡ lại là vừa là đánh nhầm cái ân nhân của con gái mình, tôi thấy hơi hổ thẹn. Tôi sẽ quyết định là tôi sẽ có một món quà cho cậu. Món quà hả? Cũng được. Ủa mà ông tính tặng tôi cái gì? Thôi đây, trời ơi đừng có nóng lòng. Đây chính là thứ mà ta muốn tặng cho cậu ngày hôm nay, để coi như là món quà trả ơn. Ủa cái gì vậy? Ôi anh em ơi, hồi nãy mình thấy trong cái lâu đài này không có gì hết, bây giờ tự nhiên xuất hiện cá đầy luôn nè. Ủa? Không phải cá, đây nè. Ủa tôi tưởng là ông tính tặng tôi mấy con cá để làm nồi lẩu cá chứ. Ủa mà cái ông cầm trên tay là gì? Tí nữa là để phần thưởng cho cậu, là ăn cho đỡ đói lòng thôi, hoặc cậu có thể tét. Còn đây mới là ta thứ mà tao muốn tặng cậu nè. Đây chính là thần kiếm của Long Dương, cái kiếm mạnh nhất của thủy thần. Với ta, con gái ta mới là thứ quý giá nhất, nên cậu xứng đáng để nhận được nó. Này cầm lấy. Ủa, cây kiếm của Long Dương. Đúng rồi. Long Dương luôn hả? Trời ơi, ghê vậy. Wow, cái kiếm đẹp quá. Ok, mình lượm thử nha. Wow, trời ơi. Ôi, kiếm nó bự quá anh em ơi. Trời ơi, đúng là cái kiếm màu xanh dương luôn nè. Hợp với skin của mình ghê luôn á. Trời ơi, chém nè. Trời ơi, y như là con dao của mấy bà bán thịt ở ngoài chợ luôn. Trời ơi, nó bự. Cái này là chặt đầu voi cũng chết nữa. Tào lao. Cái kiếm này chính là gọi là báu vật của Long Dương ta, chỉ có sản xuất bởi nhà máy sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Long Dương. À, cái này là cây kiếm đồ Long Đao. Ủa, cái cây kiếm này là sản xuất ở dưới biển hả? Ghê vậy. Đúng rồi, công ty trách nhiệm hết hạn Long Dương. À, công ty trách nhiệm hữu hạn, là hết hạn Long Dương à? Ok. Đúng à, rồi. Hết hạn rồi mà cái kiếm này ngừng sản xuất rồi, quý lắm. À, quý lắm hả? Ok. Thôi, cảm ơn cái món quà của ông nha. Sẵn có gì thì tôi xin mấy con cá đem về làm thịt ăn luôn nha nè. Lấy thoải mái luôn. Ok, cảm ơn ông Dương nha. Tôi đi nha.